Chào các bạn, hôm nay mình uốn cây túc số 2. Cái này ở video trước thì các bạn đã xem qua rồi đấy. Cái này nó có hai chạc. Đây. Cành thì nằm bên trên. Và cái này dự kiến thì mình sẽ làm cho nó ở dạng giáng hoành, tức là cây nó nằm ngang. Nằm ngang sau đấy thì nó ngóc đầu lên, hoặc là nó hơi chúc cái đầu xuống một chút, sau đấy nó ngóc lên. Thì việc đầu tiên là mình sẽ cắt hết lá đi, sau đấy thì mình kẹp nhôm giống như cái video trước đấy các bạn. Sau khi cắt lá xong thì mình kẹp nhôm. Cái cách kẹp nhôm thì hôm trước mình đã làm video và các bạn xem rồi. Đây, mình kẹp nó như thế này. Và sau khi kẹp xong thì mình tiến hành mình uốn. Và cây này thì lần này mình uốn cây hoành các bạn ạ. Mình cho cái thân nó vươn ra, sò vòng xuống một chút, sau đấy rồi mới quay lên. Làm như vậy để tăng cái độ gấp khúc cho gốc và làm cho cái thân nó ngắn lại. Đầu tiên thì mình uốn cái thân này các bạn này. Đầu tiên là phải chỉnh cái thân trước các bạn. Đây, tương lai mình sẽ cho nó nằm như thế này. Tiếp theo là mình bẻ cho cái đầu ngóc lên. Khi mình uốn á, mình phải tính toán để khi nhìn ngang này cũng có cái độ cong lắc, và khi nhìn từ trên cao xuống như thế này cũng phải có độ cong lắc này. Đây, mình làm như thế này để tạo cái độ cong 3D các bạn, tức là nhìn trên cao xuống cũng có độ cong và nhìn ngang cũng có độ cong. Các bạn tưởng tượng khi cây nó bằng cổ tay này thì chiều dài như thế này là cây cũng đã ngắn lại rồi, nó không bị nghêu ngao như thế này nữa. Tiếp theo là mình uốn đến cái cành đi lên. Những cái vị trí nào mà nó có cành các bạn này thì mình cố gắng mình bẻ cho nó tạo điểm lồi. Tạo điểm lồi để cho có cái cành là nó phóng ra tại điểm lồi. Đấy, và cái này mình uốn lên. Tiếp theo là mình uốn cái phần bên trên này. Phần bên dưới tạm thời chấp nhận như vậy. Bây giờ đến cái phần bên trên. Lên trên nó mềm rồi mình sẽ dùng dây nhôm nhỏ để mình uốn. Không cần phải dùng nhôm to như này nữa. Bây giờ mình cuốn dây hết rồi mình uốn một thể. Cuốn dây xong thì mình tiếp tục mình uốn cái phần trên các bạn ạ. Về cái phần cành thì thế này. Cái cành to nhất này mình hãy cho nó về phía đằng sau. Sau đấy cành này chếch đằng trước, cành này chếch sang bên đây. Và lên trên thì mình lấy thêm. Phần càng lên trên cao các bạn ạ, càng lên trên cao thì mình càng hạn chế độ cong. Đây, và khi nhìn phía bên này như thế này, nhìn từ bên này thì nó có cong đây, cong lắc đây, đây, kéo lên đây, quay sang bên này.
bên này mình cho nó hơi vỏng một chút các bạn ạ, sau đó mình cho lên. Ở đây hiện tại mình để lại hai cành mồi, cành đây và cành đây, nhưng bây giờ mình cũng uốn đi cho nhìn cho nó đỡ ngứa mắt. Còn một số cành mình cắt bỏ, đây là cành này với cành này là cành mồi này. Phần trên đỉnh thì mình cắt ngắn lại đến đây để cho các cái mầm chỗ này nó bật lên, vì hiện tại chỗ này nó chưa có mầm. Còn những cái cành mà không cần thiết thì mình cắt bỏ đi. Chỗ này các bạn này, mình dùng một cành đây rồi, nếu bây giờ mình lấy tiếp một cành này nữa thì hai cành nó rất là gần nhau, và tương lai thì mình cắt bỏ cành này. Tuy nhiên bây giờ mình để lại để cho cây nó đỡ trống, tương tự chỗ này cũng vậy, cành đây. Chỗ này mình thấy có một khoảng cách, mình nuôi một cành mồi ở đây. Nuôi cành mồi thì tương lai chỗ này nó sẽ lớn lên. Và bên trên này đang còn thiếu cành nhiều thì mình cắt cái đỉnh này mình chặn lại. Cắt đỉnh chặn để tương lai nó phát mầm nữa các bạn. Đây, mình cắt đến đây. Đây, phải được một cây như thế này. Thì đối với cây này hiện tại nhìn nó giống một dây thừng, nhưng mà các bạn phải tưởng tượng là khi mình làm xong, khi hoàn thành, cái cây nó bằng cổ tay, gốc bằng cổ tay thì chiều dài như thế này là vừa. Và tương lai thì chỗ này nó còn có thêm cành như thế này. Đấy, bây giờ mình uốn tiếp cái phần bên dưới. Còn đây một số cành nhỏ đây này. Đây các bạn này, những cái cành nhỏ đây này, mình coi nó như cành mồi và mình không cần phải cắt nữa. Mình để tương lai khi nó lớn lên thì nó làm những cái thân này nó to theo. Và khi nào đạt yêu cầu thì mình cắt bỏ những cành này đi. Tiếp theo là mình cắt bớt cành này đi. Tại sao là như vậy? Vì bên trong là nó chưa có mầm, mình cắt chặn đầu thì các cái mắt mầm chỗ cái lá này khi mình cắt bên ngoài mình chặn lại ấy. Đây, mình cắt chặn thì bên trong này sẽ bật mầm. Còn nếu mà nó có mầm rồi thì mình không cần cắt cũng được. Đấy, hiện tại nó ngắn như này thôi. Còn cái cành bên dưới này, cành bên dưới này thì mình cũng phải uốn. Và mình cũng phải cắt chặn ngắn lại. Đây các bạn nhìn đây. Đấy, cái cành nó khá dài. Đây này. Đây, cành này mình cũng phải cắt ngắn bên tầm này. Đấy. Cắt đi thì tương lai các cái mầm ngủ ở đây nó sẽ bật lên. Đây, có cái mầm ngang đây rồi. Và một cái mầm ngang như thế này. Đây các bạn này. Bây giờ mình dùng dây mình uốn ra. Cái cành này các bạn này, mình cho nó phát ra, sau đây lấy một cành cấp 2 sang đây, sau cành chính đi tiếp, lấy một cành sang bên này, tức là mình phân cành dạng zig zag đấy, cái ngọn chính đây. Còn đối với những cái cành bên trên này, thì tại điểm cong này mình lấy một cái mắt lá sang đây, thì sau này cái mắt lá này nó sẽ có cái mầm ở đây. Đây các bạn, đấy, cành phát ra và phân cành, tương tự bên này cũng vậy luôn. Và đối với cái cây này thì lần này chỉ uốn được như thế này thôi các bạn ạ, chưa được nhiều. Bây giờ mời các bạn xem lại. Nhìn từ phía bên hông sang nó như thế này. Còn nhìn mặt chính đây. Đây các bạn. Còn nhìn từ trên cao. Đây là phần thân chính này. Sau đây phát ra. Phát ra thì một cành ở bên này. Sau đấy đi lên. Đấy, lấy một cành sang bên này. Cành này cành mồi lúc nãy mình nói các bạn rồi. Cành này cành mồi. Cành tiếp theo bên này. Và tương lai thì cái chỗ mầm này ra mình sẽ lấy tiếp cành sang bên chỗ này. Đây, cái mầm nhỏ nhỏ đây các bạn này. Đây. Và đỉnh ở chỗ này. Và khi nhìn từ phía bên này thì đây. Đó, hiện tại như thế này thôi. Thưa các bạn, cái cây này mình uốn lần này bây giờ là xong. Lần này mới là lần một thôi. Thì mình tận dụng những cái cành đang có sẵn và cái thân dài như thế này. Mình làm này thì mình hạn chế được chiều cao của cái thân. Thứ hai là mình tận dụng được gần như là tất cả những cành trên cây. Và những lần sau nữa thì những cái mầm nó lên thì mình sẽ cho phân cành cấp 2, cấp 3 ra.
Bây giờ thì nó chỉ được như thế này, bây giờ mình có muốn thêm cũng không thêm được các bạn ạ. Và bạn nào mà có cái cây tương tự như thế này mà các bạn muốn làm kiểu này thì các bạn có thể áp dụng cách nào để các bạn làm. Và mình xin tạm dừng video tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc tất cả quý vị và các bạn làm được nhiều cây đẹp. Xin kính chào và hẹn gặp lại.